Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 8 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hưng Yên phát động phong trào chiều thứ Sáu xanh sạch đẹp. Huyện Văn Lâm tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018. Huyện Khoái Châu xã hội hóa trên 100 tỷ đồng trong xây dựng nông thôn mới. Huyện Ân Thi còn 236 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chưa bị xử lý. Thị trấn Vương huyện Tiên Lữ làm tốt công tác xử lý đất dôi dư. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua thành phố Hưng Yên đã tổ chức lễ ra quân phát động phong trào chiều thứ Sáu vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch đẹp. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại lễ phát động, Ban chỉ đạo thành phố Hưng Yên đã phát động phong trào tới các cấp ủy đảng, các cơ quan đơn vị chính quyền, các địa phương và nhân dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên dành thời gian dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang, làm đẹp đường phố, khu dân cư với những việc làm cụ thể được duy trì thường xuyên vào chiều thứ Sáu hàng tuần nhằm hình thành thói quen, nếp sống văn hóa văn minh của mỗi người dân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân cùng hành động vì môi trường trong lành, an toàn và bền vững. Mỗi người dân chủ động nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo vệ môi trường bằng các hành động cụ thể, tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao nhận thức cộng đồng, từng bước biến các hoạt động phong trào trở thành các hoạt động thường ngày trong nhân dân. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Văn Lâm vừa phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên trong ngày hội hiến máu đã có đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên cùng nhân dân từ các xã thị trấn trong huyện tham gia hiến máu. Với tinh thần thoải mái, phấn khởi, hăng hái đăng ký hiến máu, kết quả đã có gần 400 người tình nguyện hiến máu, được 361 đơn vị máu, đạt trên 140% kế hoạch đề ra, tăng 67 đơn vị máu so với năm 2017. Số lượng máu thu được sẽ được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phân loại xử lý bảo quản. Phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn huyện Văn Lâm ngày càng có sức lan tỏa, thể hiện rõ tính nhân văn cao cả, tình cảm của con người với con người, mang đến niềm hy vọng đem lại sự sống cho những số phận kém may mắn. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của các đoàn viên thanh niên, cán bộ và nhân dân trong phong trào hiến máu nhân đạo. Sáng nay, huyện Ân Thi tổ chức hội nghị gặp mặt học sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 năm 2018. Năm học 2017-2018, toàn huyện đã có 141 em trúng tuyển vào các trường đại học, học viện theo nguyện vọng 1 từ 20 điểm trở lên. Không kể điểm ưu tiên, trong đó học sinh thi đỗ năm đầu chiếm trên 90%. Các xã có học sinh trúng tuyển nhiều là thị trấn Ân Thi 24 em, xã Hồ Tùng Mậu 12 em. Em Vũ Thị Nhung ở thị trấn Ân Thi đỗ Đại học Ngoại thương với số điểm 26,5. Em Vũ Đức Hiếu ở xã Quang Vinh đỗ Đại học Bách Khoa với số điểm 26,45. Tại buổi gặp mặt tặng quà, các đồng chí lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc mừng động viên các em cố gắng phát huy truyền thống hiếu học của huyện, phấn đấu học tập để có đầy đủ hành trang, trở thành người chủ của đất nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. 6 tháng đầu năm, huyện Khoái Châu đã huy động nguồn vốn xã hội hóa đạt trên 100 tỷ đồng và trên 500 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, huy động từ cộng đồng và nhân dân đóng góp được gần 23 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ trên 74 tỷ đồng, vốn huy động từ con em xa quê, từ thiện được trên 5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được sử dụng để xây dựng mới 10 km đường giao thông, tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Nâng cấp sửa chữa được trạm bơm trị giá 500 triệu đồng, xây mới trường, công trình phụ, đầu tư trang thiết bị dạy học trên 3,6 tỷ đồng. Dự án mở rộng mạng lưới từ nhà máy nước xã Dạ Trạch cấp nước sạch cho 11 xã với tổng vốn của doanh nghiệp đầu tư 30 tỷ đồng. Các xã làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa như xã Tân Châu, Đông Kết, Tân Tân. Nhờ làm tốt cuộc vận động, tuyên truyền đến người dân về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất nên từ đầu năm đến nay, thị trấn Vương huyện Tiên Lữ đã xét duyệt hoàn thiện được 19 hồ sơ, thu được 1,4 tỷ đồng từ xử lý đất dôi dư xen kẽ. Trong đó, hộ bà Lương Thị Hậu 38,5m² thu về 231 triệu đồng, hộ bà Trần Thị Duyện 91,9m² thu về 150 triệu đồng. Đến nay, diện tích đất dôi dư xen kẽ thị trấn đã xử lý được từ đầu năm đến nay là 702,5m², thu về cho ngân sách địa phương 1,4 tỷ đồng. Là đơn vị đi đầu của huyện về xử lý đất dôi dư xen kẽ,
Từ nguồn kinh phí này, thị trấn Vương đã có thêm nguồn vốn để xây dựng các công trình công cộng, đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới tại địa phương. Theo kế hoạch, việc thực hiện giai đoạn 2 huyện Ân Thi còn trên 200 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được xử lý. Kết quả rà soát phân loại các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp thời điểm từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến trước ngày 16 tháng 3 năm 2016 tại huyện Ân Thi có 236 trường hợp. Những địa phương có nhiều vi phạm tập trung chủ yếu tại xã Đào Dương 39 trường hợp, Đa Lộc 28 trường hợp, Hoàng Hoa Thám 25 trường hợp, Hạ Lễ 24 trường hợp. Mặc dù trong thời gian qua, huyện Ân Thi đã chỉ đạo quyết liệt việc xử lý các trường hợp trên, song do ý thức không chấp hành nghiêm luật đất đai, có thái độ chống đối của nhiều hộ dân dẫn đến nhiều vi phạm chưa được xử lý. Vì vậy, chính quyền các xã của huyện Ân Thi cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện. Mặt khác, có biện pháp quyết liệt, cưỡng chế giải tỏa các trường hợp cố tình vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ là một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh ra nhiều người con ưu tú có đóng góp lớn trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Trung tướng Nguyễn Bình. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây luôn không ngừng nỗ lực thi đua xây dựng địa phương giàu mạnh về mọi mặt, xứng đáng với truyền thống của quê hương. Chứng kiến dân ta chịu cảnh lầm than, một cổ hai chồng dưới áp bức của thực dân Pháp và phát xít Nhật cùng bè lũ tay sai bán nước, ông Được, nay đã ngoài 80 tuổi cho rằng, không nghĩ sự đổi thay đi lên của quê hương đất nước lại nhanh đến thế. Đây là thành quả chung của phong trào cách mạng, là thành quả của công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đã đem lại cho các tầng lớp nhân dân. So từ năm 45 đến bây giờ ấy, thì nó quá đổi thay, một đổi thay quá lớn. Thế tôi chỉ cần so với từ năm 54 đến nay thôi, thì cũng cảm thấy nó rất nhiều cái đổi thay. Mà lại so gần nhất là bắt đầu là từ năm 1980 đấy, trở lại đây thì phải nói là một rời một bẻ. So đến bây giờ đây thì nhà cửa mọc lên san sát. Đấy. Không những là tôi nhìn trong thôn, trong xã là nhưng nhìn chung cả ra xã hội thì thấy đâu đâu cũng có một cái sự phát triển của nó là rất mở rộng và rất lớn. Trong những năm đấu tranh chống thực dân Pháp và phát xít Nhật, xã Giai Phạm trở thành trung tâm liên lạc cho cách mạng đi các tỉnh ủy và xứ ủy Bắc Kỳ. Dù nằm giáp đồn bần của Pháp, nhưng nhân dân nơi đây luôn bao bọc che giấu các cơ sở cách mạng quan trọng nằm trên địa bàn xã như nhà in Minh Khai, nuôi dưỡng cán bộ cao cấp xứ ủy Bắc Kỳ. Là xã giành chính quyền sớm của huyện trong cách mạng tháng 8, đất nước độc lập, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Giai Phạm vừa ra sức xây dựng quê hương, vừa làm tốt vai trò của hậu phương cho tiền tuyến đánh giặc, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Phát huy truyền thống cách mạng, ngày nay Giai Phạm đã có sự chuyển mình mạnh mẽ với thế mạnh phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ. Gần 30 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn như công ty thép Việt Ý, công ty điện lạnh Hòa Phát và nhiều công ty khác đang tạo việc làm cho hàng ngàn lao động trong và ngoài xã, hàng năm có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Đời sống mọi mặt của nhân dân trong xã không ngừng được nâng cao. Giai Phạm là một trong 3 xã về đích nông thôn mới sớm nhất của huyện Yên Mỹ. Trong những năm qua, xã Giai Phạm đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người dân trên Giai Phạm đạt 58 triệu đồng trên một người dân. Tỷ lệ hộ nghèo thì còn 3%. Nông thôn mới của Giai Phạm đã được hoàn thành và công nhận. Các lĩnh vực về văn hóa xã hội được quan tâm, đầu tư và có nhiều tiến bộ. 4 trên 4 thôn đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 3 bậc học mầm non, trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia, y tế đạt chuẩn quốc gia. Cán bộ và nhân dân địa phương sẽ tiếp tục tập trung là xây dựng quê hương, luôn phát triển về kinh tế, an ninh, chính trị, ổn định. Trong cái việc phát triển kinh tế thì thứ nhất là phải tạo ra nhiều cái việc làm cho người dân của địa phương, đồng thời cũng tuyên truyền để cho người dân là tham gia tích cực vào các cái hoạt động kinh tế, ví dụ như là các cái mở rộng các cái ngành nghề dịch vụ.
kế thừa và phát huy những giá trị của vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng với thành quả đã đạt được cùng những định hướng phát triển cụ thể để khai thác tốt thế mạnh địa phương sẽ là tiền đề đưa Sai Phạm trở thành xã mạnh của tỉnh như lời can dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong những lần về thăm quê. Thưa quý vị và các bạn, ngay đầu năm học mới, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông lại tái diễn trở lại. Qua ghi nhận trong những ngày khai giảng, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông diễn ra nhiều tại một số địa phương. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là điều khiển xe máy điện, xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm. Tại một số cổng trường trước giờ tan trường, có rất nhiều học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện, không chấp hành đội mũ bảo hiểm theo quy định. Thậm chí nhiều em còn điều khiển cả xe máy, xe mô tô đến trường. Để việc chấp hành luật giao thông trong học sinh đi vào nền nếp và đảm bảo an toàn cho các em, đề nghị các nhà trường, các bậc phụ huynh cần tuyên truyền, nhắc nhở con em mình chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần thường xuyên phối hợp với các trường để tổ chức tuyên truyền luật giao thông. Tình trạng những người tham gia giao thông trên các tuyến đường ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ không đội mũ bảo hiểm diễn ra rất phổ biến. Các tuyến đường ở thị trấn Yên Mỹ có mật độ tham gia giao thông cao, hai bên đường rất nhiều hàng quán. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ trong 15 phút đã có hơn 20 trường hợp tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, từ các em thiếu nhi cho đến người cao tuổi. Nhiều trường hợp kẹp ba không đội mũ, lạng lách. Để đảm bảo an toàn giao thông, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên. Cùng với đó vẫn là ý thức tự bảo vệ của mỗi người dân và tăng cường giáo dục thế hệ trẻ nhằm giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Qua phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông xảy ra từ đầu năm 2018 đến nay, thì lỗi không làm chủ tốc độ và tránh vượt sai quy định là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Thống kê trong tổng số 109 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 8 tháng đầu năm 2018, đã có tới trên 50 vụ tai nạn giao thông lỗi do người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ và tránh vượt sai quy định. Đây là một trong những lỗi được xác định liên quan trực tiếp tới nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua. Tại thành phố Hưng Yên, từ đầu năm 2018 đến nay, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại nơi đường giao nhau mà nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ và chuyển hướng sai quy định. Trong cái thời gian vừa qua, thì mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông của công an thành phố Hưng Yên chúng tôi cũng đã rất quyết liệt triển khai các cái biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên là các cái vụ tai nạn giao thông nó vẫn xảy ra và có cái chiều hướng gia tăng. Thì cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cái ý thức của cái người tham gia giao thông điều khiển phương tiện nhưng mà đi không đúng phần đường làn đường quy định, tránh vượt không đúng quy định và đặc biệt là khi chuyển hướng, chuyển làn thì không có tín hiệu để đảm bảo an toàn, cũng như là không chấp hành các cái quy định của luật giao thông đường bộ, ví dụ như là chấp hành cái hệ thống báo hiệu đường bộ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu thông và điều khiển xe vào trong cái tình trạng là có sử dụng cái nồng độ cồn. Thế và trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các cái biện pháp đẩy mạnh cái tuyên truyền cũng như là tăng cường các cái lực lượng phương tiện để tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Mặc dù lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên xử phạt đối với các trường hợp vi phạm như chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường và chuyển hướng sai quy định, nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường, tuyến phố. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng trên chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông kém. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp vi phạm là do không biết luật. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến thì tập thể chỉ huy đội tuyên truyền xử lý và điều tra giải quyết tai nạn giao thông. Nhằm đảm bảo trên tuyến thì anh em đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đội cũng như là ra công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm này, là thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, tập trung vào các cái lỗi chủ yếu là lỗi dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt đối với cả lỗi vi phạm tốc độ thì anh em đã xử lý triệt để, cũng như là đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với toàn bộ các hộ dân sống hai ven đường để nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành quy tắc sử dụng làn đường, không nên vì một thói quen, một việc gấp gáp mà có thể chuốc lấy những tai họa khôn lường. Khi tham gia giao thông, cần nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, chạy đúng tốc độ quy định và khi chuyển hướng, cần chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Thank you.
Chi hội phụ nữ thôn An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ vừa tổ chức ra mắt mô hình chi hội phụ nữ 50 ba sạch. Đây là mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chọn làm điểm. Trong những năm qua, Chi hội phụ nữ thôn An Xá đã thường xuyên tuyên truyền, vận động phụ nữ trong thôn tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch. Đến nay trong thôn đã có 180 trên 220 hộ gia đình có phụ nữ đạt các tiêu chí của cuộc vận động. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động, góp phần xây dựng nông thôn mới, được sự chỉ đạo giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Chi hội Phụ nữ thôn xây dựng mô hình chi hội 50 ba sạch, tổ chức cho hội viên ký cam kết thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động là gia đình không đói nghèo, không có thành viên vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Tại lễ ra mắt mô hình chi hội phụ nữ 50 ba sạch thôn An Xá, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tặng 40 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh trong thôn. Công an huyện tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, thực hiện văn hóa giao thông cho hội viên chi hội phụ nữ thôn. Từ đầu năm 2018 đến nay, Chi hội Phụ nữ 4, thôn Toàn Thắng, xã Tân Châu, huyện Khoai Châu đã có nhiều hoạt động tích cực bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn chi hội có 70 hội viên thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình. Rác thải hữu cơ được xử lý bằng chế phẩm vi sinh và sau khi phân hủy, được chị em hội viên bón cho cây trồng. Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế lượng rác vứt ra ven đường và giữ đẹp cảnh quan làng xóm, đầu năm nay, chi hội đã triển khai trồng được 4 tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 700 mét. Việc chăm sóc được hội viên luân phiên nhau làm. Cùng với các hoạt động trên, mô hình phế liệu sạch cũng được hội viên chi hội phụ nữ 4 thực hiện hiệu quả. Một tuần 2 lần thu gom rác do hội viên thực hiện và phế liệu có thể bán được như vỏ lon, chai nhựa, bìa các tông được chị em dồn lại và ủng hộ cho hai chị làm công tác thu gom rác thải. Những hoạt động trên không chỉ góp phần quan trọng đối với việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng cảnh quan sạch đẹp mà còn góp phần giảm nghèo hiệu quả cho hội viên. Nối tiếp nghề truyền thống sản xuất bún khô do cha ông để lại, từ nhiều năm nay gia đình chị Trần Thanh Ngoãn ở thôn Nội Mai, xã An Viên, huyện Tiên Lữ thu nhập cao từ nghề này. Theo chị Ngoãn cho biết, mặc dù việc tạo ra thành phẩm bún khô đã có sự tham gia của máy móc, nhưng hầu hết các công đoạn vẫn làm thủ công. Cứ 2 ngày sản xuất một mẻ bún, trung bình 1 tháng gia đình chị sản xuất 4 tấn gạo, tương đương với 3,6 tấn bún khô thành phẩm. Bún khô nhà chị được xuất bán trong tỉnh và một số tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Sơn La với giá xuất buôn 14.000 đồng một kg. Mỗi tháng trừ chi phí, gia đình chị cũng thu lãi 10 triệu đồng. Việc sản xuất bún khô luôn được gia đình chị chú trọng đến chất lượng và an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, theo quan niệm cũ, người phụ nữ là người chỉ biết lo việc gia đình, nấu cơm, chăm sóc con cái. Tuy vậy, quan điểm ấy đã dần thay đổi theo thời gian. Bên cạnh việc thực hiện thiên chức của người mẹ, người vợ, phụ nữ còn tích cực phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho địa phương, đất nước. Chị Nguyễn Thị Hằng ở xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào xây dựng trang trại chăn nuôi từ năm 2000 với tổng số lợn là gần 200 nái. Năm 2016, giá lợn xuống thấp khiến kinh tế gia đình chị lao đao. Để khắc phục tình trạng mất giá, tránh thua lỗ, gia đình chị đã tự mổ lợn bán mà không thông qua thương lái. Năm 2017, nhận thấy nhu cầu một số mặt hàng như xúc xích, chả cốm, chả xả được tiêu thụ nhiều, chị đã đầu tư máy móc sản xuất các sản phẩm trên để cung ứng ra thị trường. Nhờ đó đã giúp gia đình chị vượt qua khó khăn. Đến nay, sản phẩm của gia đình chị được người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tin dùng bởi sản phẩm làm ta luôn được đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời gian vừa qua là giá lợn nó xuống quá thấp, cho nên là đầu ra của con lợn rất là khó khăn, cho nên là chúng tôi phải nghĩ đến là tự giết mổ lấy để đi bán lấy và để chế biến ra thực phẩm sạch. Bản thân chúng tôi cũng được là cũng có công ăn việc làm và nhân dân thì được hưởng cái thực phẩm sạch để bảo đảm cho cái sức khỏe của mọi người. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Tưởng, xã Hàm Tử, huyện Khoai Châu, trước đây thu nhập hoàn toàn dựa vào năm xào nhãn. Tuy vậy, qua học hỏi của một số hộ đi trước và nhận thấy số lao động nông nhàn tại địa phương còn nhiều, chị Tưởng đã cùng chồng quyết định mở xưởng sản xuất hương từ đầu năm 2018. Với diện tích xưởng rộng 700 m², một tháng xưởng của chị sản xuất ra được 50 tấn hương xuất sang thị trường Ấn Độ. Bình quân một tháng trừ chi phí, anh chị thu lãi gần 50 triệu đồng để tiếp tục đầu tư.
Cùng với đó, anh chị tạo việc làm thường xuyên cho 47 lao động với mức thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng một tháng. Bà con ở địa phương mình thì mình cảm thấy là nó cũng quá khả thi. Thế cái thứ hai nữa là cái mặt bằng của nhà mình cảm thấy là nó cũng thuận lợi. Do đó mà mình mạnh bạo và mình quyết tâm là mình làm. Chị cũng mới mở mà máy miếc mới mà tăm chè đâu như đâu, chúng tôi làm đây nó gần mà công việc lương nó ổn định. Trên đây chỉ là hai trong nhiều phụ nữ Hưng Yên mạnh dạn tự tin tạo dựng sự nghiệp. Đến nay toàn tỉnh đã có nhiều mô hình kinh tế phát triển do phụ nữ làm chủ như hợp tác xã Hoa Thiên Phú, mô hình sản xuất mũ cối của chị Trần Thị Hảo ở Văn Lâm, mô hình chăn nuôi của chị Nguyễn Thị Hiền tại Yên Mỹ, mô hình trồng ổi cam của chị Phạm Thị Xuân ở Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Cần đẩy mạnh phát triển du lịch tham quan vườn nhãn, hướng du lịch mới ở tỉnh ta. Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng cao đạt gần 6.000 ha. Xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang phát triển nuôi gà cho thu nhập cao. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.